đây là bản đồ tiền châu nối châu định kiến xương, một dải quan du một vùng đất sâu. Cũng chính nơi đây ta đã sinh ra đời, có hơi muối tôm mặn nồng già, có sắc đó phù sa giống đưa tiếng mẹ ru hơi ngày, còn cờ sống trong niềm mơ. Đất quê nghèo suối vẹt bãi lầy, chân cơ cực trải dài theo mặt biển. Ngày ngày ta ăn con đều gai gắt, nắng quen bao đời làm cho cây lúa sinh sôi. Cứ gần thoát ly kiếp nghèo thì hận thù mới mong dẹp tan, ấm no đến cho muôn nhà hòa lâu rồi chẳng ai làm nên. Ôi kế sách dinh điện, những bản đồ công phu, những tính toán táo bạo. Nhìn trong đôi mắt của tương công, ánh lên lửa hồng rừng tinh, trái tim sáng ngời lạc quan, tình yêu cao rộng vô biên hỡi hy dân. Thiếp yêu chàng với đức tài nhân ánh bao. Nhưng Huệ Thư ơi, kế sách này phải dắt óc ra trong vài hôm nữa. Vậy mà cuộc trả thù của nghĩa quân lại lâm le bùng nổ. Ta tính cách nào đây? Ta phải tính cách nào đây? Một, ngăn hãm cuộc giao tranh. Hai, tới khi dân cùng khai quan lập ấp. Bởi ta là kẻ thù, vậy bám vào đâu để mà thuyết phục? Ai là người có thể giữa nương? Chính là Huệ Thư, bắt cho ta chiếc cầu và người dân lộ. Nhưng mà kẻ đó là ai? Chính là Phan Lương, kẻ tội đồ. Sao dám dựa vào người mưu sát tướng công? Phan Lương thỏa ân của nàng cứu mạng và hiểu được lòng này, chính lúc này ta phải đến Tiền Châu để có bài kế sách khai quan. Tự ta thảo ra sẽ là của họ, thoát cảnh đói nghèo lân biển mưu sinh. Nàng dám theo ta sống chết một đường, nguy hiểm xem thường chàng thiếp của nhau. Nếu ngay lúc này ta không táo bạo, theo gót Phan Lương vào sào quyệt nghĩa quân, lỡ thời cơ sách lược ta bất thành, chỉ còn nước mắt đau thương. Chàng muốn ngàn quốc hận đã từ lâu căm giận, để cho Huệ Thư thay thế cho chàng đến khuyên can những người nổi loạn, đợi ba ngày sau sắp lượt hoàn thành. Huệ Thư, tâm tình nàng ta chưa đáp trọn một ngày, vậy mà giờ đây ta nỡ nào để nàng liều mạng thay ta vào nơi sống chết chứ? Huệ Thư, lời nàng làm tim ta bâng khuâng rai rớt, thứ gì ta thân nỗi trôi mang. Lời ca tiếng hát cười trong lễ trào, giờ sao đoan để nàng vào nơi hàng hồn vì ta mà liều. Tình vui qua mau sẽ đắm tương công, khi Tiền Châu tan nước
cho câu ca gian nhà nhà không đau thương phú sang hà, cơm no áo ấm tình thương xóa tan thầm thù. Đến xa trường kim gan phấn đấu không lùi vì nhân sinh, chúc nàng gặp điều may mắn. Giả biệt tướng công, hỡi làng, hỡi xóm, hỡi anh em nghệ sĩ đất Tiền Châu, lão già xe buốt tâm can xin hỏi một câu: kẻ được trao tiền giết gã đại thần Quấn Vũ đã không làm tròn lời thề, đã không giúp cho ta có thời cơ khởi sự, nay về xin nhận tội, vậy phải xử sao đây? Phán luôn, thế là uổng công cha ngươi chờ đợi, uổng cho bọn ta tính kỹ ngày đêm. Còn về đây làm gì? Nếu không giết được kẻ ấy, sợ giao kia không đâm thủng tim mày. Thù trả không trả, thiệt lỗi không làm, còn để mất con dao, mày chỉ còn chết để chuộc tội. Đúng vậy, tôi trở về đây để xin nhận cái chết, bởi không thể ở nơi nào khác hơn, chỉ mảnh đất thân yêu hình hài tôi gửi trọn, chưa giúp ích được bà con lòng tôi hổ thẹn. Nhưng ngang trái dậy đầy tôi không ham sống ở trần gian, hãy giết tôi đi, hãy bầm nát thân này chăm bón cho đồng nghề xanh, không hạ sát kẻ thù còn để mất lưỡi dao. Thề tôi về thọ tội quê hương, mày không ân hận và bằng lòng chết giữa nơi đây, con bằng lòng và xin được lời phân, sai con giết đại thần là điều lầm lẫn rất tốt.